Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Trong cái bản tin ngày hôm nay quý vị, thì em cũng muốn chia sẻ cho quý vị thì một số cái thông tin thì nó cũng liên quan tới cô Quỳnh Heo hoặc là cái nhà báo đó quý vị, hoặc là liên quan tới anh Thám Tử Cung. Em cũng chia sẻ ba cái thông tin. Nhưng cái thông tin đầu tiên á thì em cũng muốn chia sẻ với quý vị là liên quan tới cái cô Quỳnh Heo mình đó quý vị. Thì quý vị biết không, hồi hôm qua đó, lúc tối đó thì anh Nông Dân á thì ảnh có lên livestream, ảnh có nói về tình hình của cái cô Quỳnh Heo đó quý vị. Thời gian trước đó thì nghe nói là cô Quỳnh Heo này có liên quan tới chất kích thích, chơi những cái hàng cấm đó quý vị. Chơi những cái hàng mà quý vị biết đó, những cái hàng cấm đó là xã hội người ta đã không, người ta đã khuyến khích là không nên chơi, nhưng mà cũng nhận được cái thông tin đó là cô ta đã từng cũng từng sa đọa vào cái những cái môn chơi đó quý vị. Thì quý vị những cái biết cái môn chơi đó là nó không tốt của xã hội rồi, thì những cái môn đó thì những anh cơ quan chức năng hoặc là những người ta đã từng khuyên bảo rất là nhiều, hoặc là những cái thông tin mà chơi cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình rất là nhiều, đúng không quý vị? Hoặc là nó trong đầu mình suy nghĩ lúc nào mình cũng tự cao tự đại, hoặc là nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình sau này nữa. Thì quý vị biết đi, khi đang chơi cái thứ đó đó thì lên trên mạng hay đầu óc thì lên trên đó chỉ biết nổ thôi, hoặc thì chỉ biết ở lên trên đó thì chỉ biết ở đi vu khống xuyên tạc đó quý vị. Thì những cái thông tin đó thì nghe nói thì anh Nông Dân chia sẻ lại thôi, thì cô ta cũng từng vướng vào những cái vấn đề đó, quý vị thấy rất là nghiêm trọng đúng không quý vị? Đó thì cũng có đã có xét nghiệm gì luôn nha quý vị, thì cái thông tin đó là thông tin hoàn toàn là chính xác. Thì từ anh Nông Dân thì anh ta cũng đã bức xúc và đi lên livestream để nói cho quý vị biết đó. Thì em cũng nhận định được đó, thì quý vị nghĩ đi, hèn chi cái cô Quỳnh Heo này lúc thấy vậy không, nó rất là bất bình thường đó, hoặc là ở lúc mà đi lên thưa người này, hoặc là lên kiện người kia, hoặc là lúc mà quay xe gì đó quý vị, nó rất là nhiều cái mâu thuẫn quý vị đó, nói chung nó rất là lũ bu đó. Thì cái thông tin đó thì thứ hai á thì em cũng muốn chia sẻ với quý vị thì cũng liên quan tới một số thông tin trên mạng xã hội là những cái trang báo dơ gì đó quý vị, hoặc là những cái trang mà báo bẩn nào đó. Đó thì quý vị biết không, có những cái thông tin đó thì bài báo á thì đăng lên đó, cũng như là thí dụ như là ai bị thưa kiện gì đó quý vị, thì có một cái số thông tin đó thì đăng lên rất là chính xác, rất là mau lẹ quý vị. Đó, còn một số á một số bọn lương á, thì bị cơ quan chức năng nào mời á thì chả có thấy những cái bài báo nào mà đăng lên đó, hoặc là những cái bài báo nào mà muốn làm như thế nào, hoặc là như nói chung á là những cái thông tin nó đưa lên nó hình như là nó có sự liên kết với nhau đó quý vị. Quý vị thấy không, hình như là cái đó là nó có sự là những cái sự trùng hợp hoặc là ăn ý nào với nhau đó, nó rất là quý vị thấy không, rất là làm sao đó quá. Đó, tự nhiên quý vị thấy không, những cái thông tin nào mà của anh em YouTube á thì làm hoặc sai hoặc gì đó, hoặc làm không đúng gì đó, là tự nhiên á là những cái thông là những cái trang mạng xã hội đó là đăng lên liền đó. Hoặc là còn những cái thông tin nào mà của những cái bọn lương bị cơ quan chức năng mời á quý vị, thì đâu thấy đưa những cái thông tin lên đâu quý vị, thì thấy cũng là nín hình nín gì à đó, chả thấy ai đưa cái gì lên hết đó quý vị thấy không. Đó, hoặc là những cái bọn mà quý vị biết đó, là những cái bọn mà gừng sĩ đó đó, thì làm mới làm một chút xíu việc tốt à, là những cái trang đó đưa lên rất là nhiều, nó rất là nhiều, rất là nói chung là tung hô dữ lắm quý vị. Những cái bọn gừng sĩ mà làm được cái việc gì mà tốt quá là nói chung là nhận được rất nhiều những cái nhiều thông tin ủng hộ bọn gừng sĩ. Hoặc là quý vị thấy không, như cô Sơn của Phương Hằng đó, đó, từng làm biết bao nhiêu việc thiện đó, từng làm biết bao nhiêu việc tốt cho xã hội đó, người ta có cần kêu rao gì đâu, rồi sau những cái thông tin này không thấy đưa lên trên mạng xã hội quý vị. Đó, quý vị mình cũng suy nghĩ một điều, người ta làm á, người ta xây hàng ngàn hàng trăm cái nhà, hàng trăm cái nhà miễn phí cho người dân á, người ta có đòi hỏi cái gì không đó, người ta có đòi hỏi lợi ích gì cho mình không, hoặc là có những cái thông tin ở những cái bọn rừng sĩ này à, thì mới vừa cắt được có hai cái ngôi nhà thôi à, chỉ mới làm được có hai cái ngôi nhà, thì những cái thông tin tự nhiên rầm rầm rộ rộ lên mạng xã hội quý vị thấy không, nó rất là nực cười. Một người á, thì giúp đỡ
luôn giúp đỡ cho người dân hết mình đó, rồi không có chuộc lợi cho bản thân, hoặc là mở cái quỹ hằng hữu, hoặc là Mỹ mở nhà máy răng tay, hoặc là máy oxy, nó rất là nhiều các kiểu đó, rồi đi giúp đỡ biết bao nhiêu người, nó rất là nhiều đó. Mà tại sao thì những cái thông tin đó thì lại không thấy đưa lên đó, rồi còn những cái thông tin mà những cái bọn kia thì mới làm có chút xíu à, hoặc là mới làm được có một ít chuyện gì đó, là tự nhiên là gần lên đó, ai cũng biết hết trơn, ai cũng hay, ai cũng giỏi hết trơn quý vị. Đó, thì nói chung thì em cũng rất là bức xúc, tại vì có một số số thông tin hoặc là trang mạng xã hội quý vị làm riết rồi mình thấy mất lòng tin quý vị, không có muốn xem những cái thông tin tin tức đó nữa. Nó nói chung thì nó rất là bức xúc quý vị. Đó thì cái đó là thông tin thứ hai thì em cũng chia sẻ quý vị, thì liên quan những cái trang mạng xã hội thôi. Đó, còn cái thông tin thứ ba thì quý vị cũng biết đó, thì em cũng muốn cập nhật cho quý vị biết liên quan tới là anh Thám Tử Cung mình đó quý vị. Thì quý vị cũng biết đó là anh Thám Tử Cung mình đó thì bây giờ thì rất là manh động quý vị. Đó có cái sự liên kết tới cái cô Quỳnh Heo quý vị. Đó hai người ta cứ trực tiếp với nhau, người này phỏng vấn người kia tung tin cho người nọ, để nói chung á là chủ yếu là đi bêu xấu người này hoặc là đi bêu xấu người khác. Đó nói chung á những cái thông tin á thì anh Thám Tử Cung này đưa lên quý vị thấy rất là nhiều. Đó thì chủ yếu thì anh ta thì cũng coi cái live stream của anh em YouTube, hoặc là cái xem những cái clip của anh em YouTube đã làm. Đó, rồi cái anh ta đi ngồi đó môi móc, ngồi xuyên xấu, nói xẻ gì. Đó, nó rất là nhiều cái thông tin mà anh ta đưa ra toàn là sai sự thật không à quý vị. Đó, hoặc là quý vị thấy không, là anh Thám Tử Cung này đó, đưa những cái thông tin đó, thì nói là những anh em YouTube á, thì bị cơ quan chức năng sờ đấy. Đó, hoặc là đưa những cái thông tin mà nói là trợ lý của cô CEO Nguyễn Phương Hằng hoặc là tiến sĩ Đặng Anh Quân, thì những cái người đó thì chắc chắn thì sẽ bị cơ quan chức năng mời và sẽ đi ở chung với cô CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì quý vị thấy cái chuyện nó rất là nực cười đúng không quý vị? Nếu mà cái sự việc nó có xảy ra thì chưa chắc gì anh ta biết trước được nữa quý vị. Đó, mà ở đây là anh ta khẳng định như đúng rồi, như anh ta là người ở trong cuộc quý vị, người anh ta là người phán quyết là muốn ai ở bao nhiêu ngày thì ở, hoặc là muốn ai ở bao lâu hay là ở đó quý vị. Nó rất là, anh ta rất là hay, rất là giỏi luôn quý vị. Đó, như quý vị thấy không, anh ta còn lên tuyên bố trên cái buổi live stream của anh ta, là anh ta nói là cô CEO Nguyễn Phương Hằng thì không phải ở 1-2 tháng đâu rồi sẽ được về đâu quý vị. Anh ta còn nói là cô CEO Nguyễn Phương Hằng thì sẽ ở là tầm 1-2 năm lận, chứ không phải là 1-2 tháng rồi được thả về như vậy đâu. Đó thì anh ta còn lên khẳng định như vậy, anh ta nói như đúng rồi quý vị. Thì mình cũng biết, mình cũng biết cái sự anh ta hay lắm quý vị, đón nói ghê lắm. Đó, rồi tại sao mà anh không ta không có lên mà đi đi phân tích những cái bọn mà bọn lương của anh ta bị cơ quan chức năng mời đó quý vị. Đó, hoặc là như cô Hằng Ni nè, hoặc là cô Đinh Lan, hoặc là anh Lê Minh đó, thì những cái người đó chính thức bị cơ quan chức năng người ta mời đó, thì tại sao anh ta không lên đi phân tích đi, không lên đi bóc phồng người đó lên đi, đó đi nói sự thật với người đó ra đi. Đó, tại sao anh ta lại không nói? Đó là tại sao anh ta cứ im lặng cho những cái câu chuyện đó. Thì mình cũng biết thì những cái bọn đó thì cá mè một lứa mà quý vị, thì chung một băng với nhau thôi. Đó, nên đâu có dám lên bóc trần nhau, thì cũng im im cho qua những cái sự việc đó. Thì chủ yếu là những cái bọn đó thì nói về những anh em YouTube, hoặc là nói anh em YouTube thì kích động lòng dân đó, hoặc là phản động gì đó quý vị. Thế quý vị biết anh ta còn tự tin nói thêm một câu nữa quý vị, là anh ta nhắc tới tên ai thì người đó sẽ nổi lên. Quý vị thấy rất mực cười, cái kênh anh ta được bao lớn mà anh ta nói anh ta nhắc tới ai á là người đó sẽ bắt đầu nổi lên là. Đó quý vị thấy không, anh ta nói như đúng rồi, anh ta nói anh ta như là kênh anh ta lớn lắm, anh ta kéo hết tất cả mọi người lên hay gì á. Đó nghe rất là nhục quý vị. Đó, anh ta cũng là một YouTuber mới lên được một thời gian đây thôi, là nhờ cái việc mà đi chăm chọc người khác thôi. Đó quý vị thấy không, rất là hay, anh ta nói chuyện rất là hay, rất là giỏi, mà rất là nhiều người ta ủng hộ quý vị. Nói chung là những cái fan cuồng á, người ta rất thích ủng hộ anh ta. Đó thì nói chung thì cái thông tin thì buổi sáng ngày hôm nay quý vị thì em cũng muốn chia sẻ cho quý vị thì cũng bấy nhiêu thôi. Thì quý vị thì có xem kênh của em thì cũng nhớ đăng ký kênh của em nghe quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em nó bị mắc đề xuất rất là nhiều,
nên em làm video thì cũng rất là ít anh chị thì biết tới em. Thì quý vị thì có thương em thì cũng nhớ xem kênh, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em nghe quý vị, để kênh em nó phát triển hơn quý vị. Thì thôi giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo ạ. Xin chào quý vị, bye bye.